tôi rồi. Thầy chú. Alo. Dạ vâng, bây giờ mời tất cả các trọng tài chúng ta vào vị trí. Anh chị ăn cơm chưa? Làm lại nha. Đội một đâu? Em biết hàng mấy rồi đó. Đội hai đâu? Bà con đội một. Dạ. Đội ba đâu? Đội bốn đâu? Bốn đội đâu? Chú ý, em là đội trưởng. Là chúng ta là tất cả được bình bầu, chứ không phải là đội trưởng tự bầu. Lâu bây giờ không đến từ 1 tới 3. Anh chị chỉ vô mặt ai thì đó là đội trưởng nha. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ ông ta chúng ta 3 phút. 2 phút này biết rất nhiều điểm. Thứ hai là chúng ta cắt dán cái tên đó lên cờ mình. Ví dụ đội mình đặt tên là khu vực thì chúng ta không được cắt dán được một cái đuổi lên đó, được chưa? Và thứ ba là chúng ta làm một cái slogan học tên. Nhanh lên chị ơi. Đội 1 3 đi xe số 1, 2 4 đi xe số 2, nhanh chị ơi. Đội 3 đội nào lên xe trước. Rồi một lần nữa quý chị ơi, mình đi nhìn trước hết để xem khí thế của hai đội trên sân chúng ta. Đầu tiên đội số 1, phòng 1 từ 1 đến 3 chúng ta hãy là thật to thật lớn lên nha. Đội số 1 ơi. Trời ơi, chiêu điểm để xem đội số 3 trước cái đã. Xem đội số 3 như thế nào. Đội số 3 ơi. Còn sáng ngày chồng mát. Đó là thông tin tóm vọng nhất của hiện trạng bơ mình. Sáng ngày mình có xem báo chưa? Dạ, nếu mà xem báo thì chúng ta sẽ thấy được thông tin là cho phong mẫu quý chị mình chồng chồng cô ta ham cô ta bởi nhan sắc hay là vị tiền thiên như là trời đúng không ạ? Anh thiên biết là lý do rất là được. Sao à, đúng không? Bây giờ phong đếm từ 1 đến 3, đổi số 1 hãy ra to câu khẩu hiệu của mình ra nha. 1, 2, 3. Dạ. Tôi giang tay rồi lại biến xa, tay một ngày lớn mai để nói chân à. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mình như báo cáo quay chuột về cùng. Bàn tay ta nắm đôi vòng cả nơi ta đêm vui nơi này, trong mọi nơi con chim đồng loại cười trong ngày mai. Thành phố nơi con xa vời vời, trên nơi linh thiêng vào đời và nụ cười đã trên môi. Từ bắc vô nam ngồi nhìn ngón tay. Chào mừng các bạn.
Rồi số 1 ủng hộ mình là im lặng nha, để mình tập trung. Rồi xin mời hai đội ngồi xuống và đội nào thắng quý anh chị thông minh đội nào quý vị thấy cho đội số 3 một chồng của tôi thật lớn đi ạ. Và xin mời này 10 ngón tay nhúc nhích đủ 10 lần cũng đủ làm là vui rồi. Chính vì thế chúng ta càng sẽ và được cộng điểm cho buổi trưa. Chính vì thế bây giờ chúng ta sẽ lấy móc 10 ngón tay. Em xin phép đọc lại cái câu cho quý chị chúng ta thuộc nha. 10 ngón tay nhúc nhích này, 10 ngón tay nhúc nhích này. Em đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Chữ rào, chữ R, chữ dài đúng không? Chữ giờ. Vâng, đảo số 3. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng tôi đội 3, 19, đội 1, 16. Mình xin giải thích cái biểu tượng trên lá cờ của đội số 1. Thì như đã thống nhất của đội số 1 là slogan sẽ là nút tất cả. Thì không phải là nút đội số 3, số 2 hoặc là số 4, mà là cái gì cũng nút. Mà điểm đặc biệt nhất là thông điệp đó là hãy mục tiêu để nút tất cả để làm gì, để chiến thắng. Thì chiến thắng thì mình muốn là mà chiến thắng là chiến thắng của cả đội và chiến thắng của từng thành viên của đội số 1. Do vậy mình hy vọng là chắc tất cả các thành viên đội 1 là đoàn kết và hưởng ứng tất cả các trò chơi của ban tổ chức để cho các đội mình có thể là chiến thắng như cái biểu tượng của trong lá cờ. Vâng, xin mời. Nút tất cả. 1, 2, 3. Nút tất cả. 3, 2, 1. Nút tất cả. Vâng, xin cảm ơn đội số 1 rất là nhiều. Ở dưới đây, là từ súng thần nhỏ mà khi đã lên cao rồi là lướt đi, tất cả mọi thứ đều phải lùi lại hết để dừa cho sóng thần. Thậm chí con cá bọc hồi nãy cũng phải văng vô bờ để lọc lẩu. Sóng thần. Rồi. Làm gì? Sao? Sóng thần. Sóng thần. Như vậy là anh Thành ở dưới chỉ sai đúng không ạ? Rồi, xin mời anh ngồi xuống giùm em đi. Xin mời anh Thành ở phía dưới đứng lên bước lên đây giùm em. Tới lượt anh, xin mời anh.
tại anh chỉ sai. Sao đấy? Bây giờ anh Thành nè, anh Thành nè, anh chữ đầu tiên anh sẽ đón chữ đầu tiên ngay mình đón. Vâng, câu này gồm 3 chữ. Vâng, xin mời anh Hùng. Anh sửa đầu chính xác đó là con cá sấu, miêu tả kinh quá. Hãy một là chất tòm vô sự. Lẹ lên, tụi đổ ba, 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 đổ ba. Hai người mưa lớn ở đâu đó còn xuống được rồi. 1, 2, 3, 4, 5 có hay không? Đúng. Đội số 2, đội số 2, 15 người. Sao vậy? Giờ mày đang coi danh sách này sao mà đội kia 17 người, mà đội có 15 người. Vậy là đủ hay chưa? 17 người. Là sao? Cái này là trợ lý. Quá dữ luôn. Ta lựa trợ lý tao ứng viên hành khí không à? Và đội ba bao nhiêu thành viên? 19. Cái danh sách anh đùn rợn gì hả? Trời, nó hút dữ với ta 19 người luôn. Không thành mà, không thành mấy giờ mạnh chứ. Đội buồn bao nhiêu? 18. Anh, em có cố gắng anh dụ dỗ đội để đội không? Nghĩ sao cái đội này đội nào? Người ta uống nam không, đội này viên, đội này nữ không? Chị, nhan sắc anh có giá trị đó. Nhan sắc anh thể hiện ngày hôm nay đó. Quá dữ, quá dữ là nghiên cứu.